Thưa quý vị, ánh sáng mặt trời là nguồn năng lượng vô tận và là năng lượng chủ yếu đối với sản xuất và sinh hoạt tại các trang trại. Việc sử dụng năng lượng mặt trời tiết kiệm điện năng, giảm thiểu tác động đến môi trường đã dần trở thành xu hướng tại Việt Nam, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Từ hơn một năm nay, nhà của anh Giang bắt đầu sử dụng hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Ban đầu chỉ hai cái gắn ở phía đường ra vào cổng. Sau đó vì tính tiện dụng, anh đã lắp thêm hai cái nữa, tất cả đều ở ngoài sân và vườn. Đó là những cái khu vực mà mình, cái nhu cầu mình cần nhất, bố mẹ này, già này đi về sẵn sàng là không phải đụng chạm đến công tắc gì cả, đèn nó sáng. Chủ yếu là cái khuôn viên ở ngoài thôi, vì mình không cần phải quan tâm đến cái tính là mình bật tắt hay lúc nào cả. Thì là có thử nghiệm một bóng trước rồi, thì cả một quá trình dùng đó thì khoảng là 4-5 tháng thì mình mới quyết định là mình mua thêm. Nếu như trước đây để lắp được nhiều bóng đèn thì phải tốn tiền đi dây và đầu nối điện, giờ đây đèn năng lượng mặt trời rất thuận tiện, không mất tiền điện hàng tháng và đảm bảo không có sự rủi ro về điện khi mưa to gió lớn. Việc lắp đặt đèn cũng rất đơn giản, không cần kéo dây điện. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, tấm pin chuyển quang năng thành điện năng, được bộ điều khiển sạc vào pin hoặc ắc quy tích điện. Đèn có thể chiếu sáng từ 8 đến 12 giờ, tự động lên đèn khi trời tối. Để phục vụ cho nhu cầu, anh Giang cũng đã tự thiết kế và gia công các cột đèn phù hợp thẩm mỹ của gia đình. Về lâu về dài ấy, thì mình không có cảm giác là sốt ruột. Nếu một tháng mà một cái hộ gia đình sử dụng tiền điện ở quê này ấy, có thể lên cả triệu đồng. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà mình có bố trí 4-5 bóng đèn năng lượng mặt trời ấy, thì đương nhiên là mình sẽ tiết kiệm là khá nhiều. Hiện nay điện mặt trời không còn quá xa xỉ đối với các hộ gia đình. Với những phát triển về công nghệ, chi phí lắp đặt điện mặt trời đã giảm và nguồn năng lượng này bắt đầu có xu thế đi vào đời sống của những gia đình nông thôn. Cả xã An Đạo thuộc huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ có hơn 2.000 hộ dân, thì có tới hơn 40% hộ có sử dụng đèn năng lượng mặt trời.